Ok, và trước khi vào video thì tôi muốn nhắc lại cái video hôm trước. Nó như thế này. Chủ đề ở trong video là có một thanh niên tẻ tâu vì do là không giết được mình trong pha này. Nên là cậu ta đã bảo mình là chơi bẩn. Sau khoảng nửa tiếng thì anh ta phát hiện là anh ta được hốt lên trên YouTube. Ơ khoan, cái gì này? Jam Putin. Wow. Một MVP cộng viết sai chính tả. Chắc là cậy kết lấy tiền đấy. Bằng một cách nào đấy mà anh ta biết được phần mô tả và thấy được link Discord và yep. Nhân tiện thì tôi đây là chun chứ không phải là chun nhé. Còn đây nữa, theo bạn đức tính của nước ngoài là đức tính như nào? Sau 1-2 phút nữa thì admin trong server có gạ thanh niên này chửi nhau. Mãi không thấy đâu thì tự nhiên mình nhận được một thông báo trên Facebook nữa từ đó ba. Thôi thì mình chỉ nói thế thôi, nếu mà anh em muốn xem chi tiết thì mình đến ở trên góc màn hình. Ok, giờ thì phần vào phần chính của video. Tôi phải nói trước với anh em là video này hơi bị tự hủy một tí. Thì trong quá trình quay video thì tôi có quay được một đoạn như này. Thì anh em có thể thấy đây là một pha block chap rất là bình thường. Thì nếu như anh em tua chậm lại và zoom to lên ấy, lúc này địch đã nhận sát thương rồi, nhưng mà cái tâm của mình nó chỉ vào block. Có thể nói pha này là mình đánh xuyên block. Mình dùng những setting rất là bình thường, không có gì đặc biệt cả. Mình không có dùng chữ màu hay là vết 3, vết 4 gì hết. Ok, để giải thích cho điều này thì mình có hai bức hình. Một bức hình là mình chụp về cái tâm resource pack này, và một cái ảnh là pack default của Minecraft ấy. Khi mình ghép hai cái ảnh lại với nhau vào để một cái là nó mờ hơn, thì anh em có thể thấy là cái tâm default nó lệch hơn so với tâm của resource pack. Tôi thấy cái điều này nó cũng chả chứng minh được là tôi không có dùng cái phần mềm gì. Hay là chúng ta thử tua chậm lại hơn một chút nữa. À, đây rồi. Thì ra là mình tham mình chuẩn chứ không phải là đánh xuyên block. Thì anh em cũng có thể thấy mấy hôm nay mạng mèo cũng như xịt vậy. Thì ok, chắc video của mình cũng đến đây thôi. Cảm ơn anh em đã dành thời gian ra xem video củ chuối này của tôi. Thì nếu như anh em thích cái video này, hãy đừng quên để cho mình một like, subscribe để mình có thể ra nhiều video bùn bùn đảng đảng lờ mao hơn cho anh em xem. Ok, chúc anh em một ngày tốt lành. Dẹp sao biến tiết rồi, dẹp 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 sao có tiền mua.